Thưa quý vị, hôm nay ngày 2 tháng 11, Tòa án Nhân dân tỉnh Long An đưa vụ án lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân xảy ra tại nơi gọi là tịnh thất Bồng Lai, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, ra xét xử theo trình tự phúc thẩm. Đưa ra quan điểm luận tội, đại diện Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên y án sơ thẩm. Quá trình xét xử phúc thẩm, Viện Kiểm sát xét thấy, các bị cáo có hành vi sử dụng các phương tiện điện tử để đăng tải lên mạng xã hội 5 clip sai sự thật nhằm xúc phạm Phật giáo, Công an huyện Đức Hòa, Thượng tọa Thích Nhật Từ. Những clip được đăng tải do nhóm người ở tỉnh Thất Bồng Lai thực hiện không bị cắt ghép, chỉnh sửa. Các bị cáo đều đã thừa nhận trong lời khai tại hồ sơ vụ án. Viện Kiểm sát xác định trong vụ án này, Lê Tùng Vân giữ vai trò chủ mưu cầm đầu. Các bị cáo khác có vai trò đồng phạm Hành vi phạm tội của các bị cáo lặp đi lặp lại nhiều lần. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được bằng chứng mới, từ đó đại diện viện kiểm sát đề nghị hội đồng xét xử giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với bị cáo. Trước đó tại phiên tòa sơ thẩm, hội đồng xét xử tòa án huyện Đức Hòa đã tuyên phạt bị cáo Lê Tùng Vân 5 năm tù, năm bị cáo còn lại nhận mức án từ 3 đến 4 năm tù cùng về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân.